bao nhiêu năm thì ngập sâu trong biển sầu đen tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm theo ăn thì trong cơn ưu việt này đi đâu này đi đâu mà kêu chạy kiếp sống trong mê man với niềm nhục nhằn ngược mắt nào dâng dạ vâng, khi gặp về các vị Khải bây giờ là khác lắm rồi. Mấy bữa nay thật thâu, không có dám nói gì hết để chuẩn bị chờ làm chương trình. Nhưng mà bây giờ tiếng nói không ra hơi rồi. Có bạn quý vị nào gọi vào, còn không thì Khải sẽ mở nhạc cái gì đó lên nghe. Chứ còn bữa nay thì tiếng thì lại không có nói được nữa rồi. Bây giờ mời đợi nghe một xíu. Chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Giống như tuần trước có kêu gọi quý vị nhớ cẩn thận để tránh bị cảm cúm.
Xui miệng ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hành rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. La Bàn Kitchen 714-576-6070, 576-6070. Quán em mời chị ăn liền. La Bàn Kitchen 714-576-6070, 576-6070. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Khu Vườn Nhà Ta với Vê Trần Nguyễn hành tình chủ nhật trong vòng 5 phút. Từng dịp qua thì Bé Châu có chia sẻ về phần trồng cây ăn trái như thế nào để làm sao giúp cho cái con dinh dưỡng của mình, giúp cho cái phân của mình tốt hơn để dinh dưỡng cái thân cây của mình, và từ đó là cây của mình nó có tươi ra và đun bông cái trái được. Thì có một số nhiều thính giả cũng gọi cho Bé Châu biết là đôi lúc khi họ trồng cây ăn trái gặp trở ngại là có cây ăn trái nó có đun hoa và nó lại không đun ra trái, hoặc là nếu mà đun ra trái thì trái nó rất là ít, và hỏi là lý do là tại sao. Cái nghệ thuật trồng cây thì nó có nhiều cái phương cách nghệ thuật khác nhau, nhưng mà Bé Châu chia sẻ một cái mẹo nhỏ nhỏ ở đây đó, là nếu mà quý vị lưu ý trong khu vườn của mình đó, có những cái cây nào hoặc là bông hoa nào thì thường nó tiết ra những cái chất mật rất là ong, nó hay tụ hội vào trong đó và hút mật. Thì cái vai trò nhiệm vụ của ong á, thì đa phần khi mà cây ăn trái của mình đến cái mùa mà nó nở rộ ra hoa đó, thì cái nhiệm vụ của ong bình thường là hay hút vào trong những cái nụ hoa của cây ăn trái. Và cây ăn trái là nó có hoa đực và nó có hoa cái, thì ong nó chuyển từ cái phấn của đực cái nó chuyển với nhau, thì từ đó cái nó mới rộ ra những cái trái mình mong đợi được. Thì mình lưu ý vào trong cái phần đó, trong cái khu vườn của mình có những cái cây hoa mà là tụ hội ong hay là không. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên trên có một cái proposition này cũng rất là khá là thú vị đó. Như quý vị mấy chị em nội trợ là cũng có lưu ý tới đó, là khi mình đi chợ hiện nay là mình thấy là những cái herb, những cái hành, bó hành lá, hành rau húng, ngọt gai hay là tí tô, ngọt găm đồ này nọ đều rất là mắc. Bó hành lá hiện nay là khoảng chừng 1,50 đồng nếu mà mình đi mua ở ngoài chợ, những cái chợ Á Châu của mình. Thì cái cách ngày hôm nay thì mình cho promotion và giới thiệu đến cho quý vị làm sao mình có thể trồng những rau sạch tại nhà của mình, và mình có đầy những cái sự dinh dưỡng bón cho phân để làm sao cái húng của mình nó lên một cách lành mạnh. Thì cái promotion này đó là Vê Châu hiện nay đang có những cái hạt giống như ngò ôn, ngò gai, lá huế, tito và nhiều cái loại khác nhau, và mỗi một bao như vậy là 5 đồng. Nếu quý vị đồng mà mua cái pack của năm thì là 25 đồng cho năm nhau, và cộng thêm đó quý vị được cái bonus là một bao dinh dưỡng để làm sao khi mình gieo giống thì giống nó lại nảy mầm nó nhanh hơn. Còn nếu quý vị nào mà mua 10 bao giống khác nhau trong một cái pack như vậy đó, thì là quý vị được tặng thêm một cái bao là có thể là tụ hội là ong, hoa,
cho cái vườn rau của mình. Đó là một cái phần dễ rau mà mình có thể tiết kiệm được hàng ngày, và thay vì mình đi ra chợ mà đôi lúc mình ra chợ mình mua bó rau mình bỏ nó vào tủ lạnh còn mình quên mất nó đi, rồi cuối cùng mình đi vớt nó đi mình lại phí tiền ở đó. Trong khi đó mình có thể chăm tại nhà, và khi cần thì mình ra sau vườn của mình hái thôi là mình đã có được dùng ngay tức khắc. Và bên cạnh đó là đôi chơi cũng đang có một cái số dẫn cho tất cả những quý vị nào có những cái công ty lớn, thí dụ giống như là những nhiều phòng mạch hoặc là những phòng dentist hoặc là real estate hoặc là trường học hoặc là những cái công ty lớn mà có nhiều nhân viên, hoặc là mình muốn những ngày lễ giống như là Christmas hoặc là Tết New Year của mình sắp tới, Tết Nguyên Đán của mình sắp tới đây, thì mình muốn có những cái flow, có những cái bao thơ để mình lì xì. Thì công ty đang có một cái promotion cũng khá là đặc biệt mà nó mang lại cái tính chất là tinh thần và mang lại kích thích cho những người nhân viên của mình, motivate cho người nhân viên của mình để có một cái tinh thần làm việc nhiều hơn cho một năm mới. Thì trong cái bao thơ này đó, là trong đó là nó có sẵn là giống hoa, nhiều loại hoa khác nhau, mà nếu quý vị đặt cái này là quý vị phải đặt trước. Thì khi quý vị đặt trước như vậy đó thì công ty sẽ in ở trong cái phòng mặt local và những cái gì mà quý vị muốn để lên trên cái bao thơ đó. Rồi trong cái bao thơ đó có cái bao giống của hoa ở trong đó, thì nếu quý vị đặt dưới 100 gói thì là 75 sen một gói, mà nếu mà quý vị đặt trên 100 thì từ đó thì quý vị sẽ có nhiều cái discount khác nhau. Liên lạc với Vy Châu với cái số phone một lần nữa là 7142347772, 7142347772. Tất cả những giống này được bán ra đều là có bằng qua cái sở nông nghiệp hết. Cảm ơn quý vị một lần nữa theo dõi chương trình khu vườn nhà ta với Vy Châu này.
khuôn giặt dốc tan ngồi thấy lộ
hạnh phúc với số phone là 7142347772, 7142347772. Buổi ngày hôm nay tôi cho xin chia sẻ về phần trồng cây ăn trái. Nếu quý vị đặt trở ngại về trồng cây ăn trái mà ra hoa mà lại không có trái, hoặc có trái mà lại không có trái nhiều, hoặc có trái mà lại không có mùi thơm của trái, hoặc là rau cảnh trồng mà lại hay bị những con sâu, con bọt nó đục trên lá, hoặc là cái rau của mình nó không có được tươi cho lắm, nhìn nó có buồn buồn, hoặc cái rau của mình nó không có được đậm đà của màu xanh, thì nó tất cả đều vấn đề đó đều là phụ thuộc vào trong phân bón của cây ăn trái của mình, hoặc là phân bón cho rau cảnh của mình. Và một trong những cái phân bón rất là khá là quan trọng là phải có những cái tiết của dinh dưỡng cho cái lòng đất của mình. Mà nếu mà mình thấy lòng đất của mình có những màu xám, hoặc màu xám đậm đậm, hoặc là đất của mình nó bị cứng, hoặc nó bị chai đi, thì nó cũng nói rằng là sự thất thoát của dinh dưỡng trong cái lòng đất của mình. Dù là mình có đi mua phân bón hàng năm, mỗi năm mình mỗi một người bón cái lòng đất của mình, nhưng mà qua thời gian thì cái lòng đất của mình nó cũng phải trở lại với cái vấn đề là xám của lòng đất, mà lòng đất nó không có được duy trì giống như đen, hoặc là nó nâu đậm theo những ngày mình đầu năm hay là đầu mùa mình bón phân vô trong cái lòng đất của mình, hoặc là bón phân vô trong cái cây của mình. Thì khi mình bị thất thoát như vậy thì cái kết quả mà mình muốn đạt được cây được có và được thoát ra được mùi vị của trái cây thơm tho hơn. Ví dụ giống như là cái mình muốn có trái cây những cái ví dụ nhãn, măng cầu, chôm chôm, măng cụt hay là nhà xoài, mà mình muốn có những thoát ra những cái mùi vị cây mà thơm tự nhiên, thì mình cần phải có những cái dinh dưỡng có cái sự tự nhiên của nó. Thì bay cái nature theo cái sự thiên nhiên của nó, thì cây nó sẽ hút lên những cái dinh dưỡng từ cái sự thiên nhiên, thì từ đó cái mùi mà trái cây nó mới thoát ra những cái sự đậm đà của mùi trái cây, mà thực chất của trái cây khác nhau, nó thoát ra những cái mùi thơm của trái cây. Thì mình mới thấy là khi mình ăn một cái trái cây mình mới hưởng thức được cái mỗi một cái mùi vị nó khác nhau. Còn rau cải cũng vậy, rau cải khi mình trồng rau cải mà mình thấy mình ăn một cái lá húng, mình cũng không thấy được cái mùi đậm đà, mùi hương của cái mùi thơm của cái lá húng. Mình thấy ăn thì có rau thì nó cũng cho có để có rau thôi, mình không thấy được cái màu, cái nghe được cái mùi hương của húng, hoặc là đất cá, hoặc là tiết tô, hoặc là ngò ôm. Tất cả những cái đó đều là phải có cái tính chất mùi của nó. Mỗi một rau nó có phải tính chất của mùi vị của nó, nhưng mà lại mình ăn lại không có những mùi vị của nó, thì nó cũng nói lại là cái lòng đất của cái phân mình đang bón nó không đủ cái dinh dưỡng mà theo tính chất tự nhiên thiên nhiên, thì nó không thoát ra được cái sự tự nhiên thiên nhiên của mùi vị của trái cây, của cái mùi vị của rau cải trồng. Thì cái cách dùng của cái sản phẩm Mycobi rất là đơn giản, chỉ cần là một muỗng cà phê mình hòa quyện với một cà lông nước, một cái chai nước, thì mình tưới lên trên cây, hoặc là mình tưới với cái gốc cây tùy theo những cái cây khác nhau. Mà khi mình tưới hàng tuần như vậy thì mình sẽ thấy cái lòng đất của mình nó càng ngày nó càng phục hồi trở lại, nó càng tái sinh trở lại, tái tạo lại cái lòng đất của mình, và mình sẽ thấy cái lòng đất của mình nó càng ngày nó càng đẹp trở lại, giống như là phân mình mua về mình bón phân cây. Rất là đơn giản, thế như mỗi một muỗng cà phê với một cái lông nước hòa quyện lại với nhau và tưới thôi, hàng tuần một lần. Và bên đó thì Petro cũng có cái sản phẩm về hạt giống, thí dụ là giống bánh bò hồ lô, hạt giống về bông đậu rồng, hạt giống về bông điên điển, tất cả những hạt giống là để mình có thể có được trong cái khu vườn nhà của mình. Với cái phone của Rachel một lần nữa là 7142347772, 7142347772. Nếu chúc quý vị một đêm thật là an toàn và hẹn gặp.
đặt lại những chương trình tiếp theo. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đi ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu, được ăn được nói được gọi đem gì, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Dạ vâng, thì bây giờ Khả không có nói được. Khả xin mời các bạn nghe cái chương trình YouTube của Khả. Bây giờ vẫn cái phao tiếng hơi nhỏ để tiếng cái phao khác, các bạn chờ lại đi xíu nhà.
nhau với cái con đường tôi coi là một con đường lịch sử. Dạ. Thành ra nó cũng gần nhà mình. Dạ. Chưa đi tới Đức Chi với lại chị nó cũng hơi xa. Dạ. Nơi cái nơi này nó bằng có cả cái địa chỉ mới của tôi đó. Ờ, dạ. Bắt ra dọn nhà đúng nhà. Dạ. Tôi về nhà con gái là họ có cần cái chợ một phát tài đó. Dạ. Cần gần đây tôi. À, cháu xin lỗi các bác và xin lỗi các khán giả là tại các bác tường hẹn nhau 10 giờ 11 giờ bác có gọi trở lại rồi thằng đi gọi lại rồi sau đó có hai bác cháu có ra đây phỏng vấn hẹn nhau nhưng mà khi mà được bữa sáng xong thì tại mới thấy là 11 độ S. Cháu tưởng là cái này mấy nữa khoảng 90 mấy độ S phỏng vấn tức là khoảng chừng hai mấy 30 độ C thì đối với người Việt mình thì cũng không đến độ quá gọi là thì đúng ra hôm qua cháu với bác cũng có hẹn nhau mà cháu thấy ồ thời tiết nó bác biết sao mà cháu là cháu ngủ trong cái phòng của cháu đó thật sự là nó cũng thuộc loại mà coi như là cái phòng gì bác tức là nó ngay chờ nó bị ánh mặt trời nó hết vô đó bác thành ra nó giống như ngồi trong xe vậy đó tức là nó bị cái hiệu ứng gọi là lồng tiếng đó bác nhà hiệu ứng nhà tiếng đó. Thật ra mà nói với cháu thì cháu cũng dễ dễ lắm. Thật ra hôm qua khi mà cháu thức dậy cháu nhìn qua cái máy laptop của cháu là nó hiện lên cái số 111 độ S. Cháu tưởng là cái này máy nó hư, nó đã làm quái gì mà 110 mấy độ S. Mà may là nói chung là mình không có ngủ ngoài xe đó bác. Chứ cháu thấy mà những cái người mà hồi xưa cháu cũng hay ngủ lang bạc ngủ trong xe đó. Mà ngủ trong xe mà cũng quên như vậy mà nó lên 110 là cháu đi lên đường luôn đó bác. Cái vụ án mạng là một cái ông để con để quên con ở trong xe mấy tiếng đồng hồ dạ đó để quên xe nhưng mà ông ấy lại là nói chuyện là ông ấy là ông cố ý ông ấy để lúc đầu thì ông ấy thấy rằng con ông ấy nó cứ hay kêu cái nọ cái kia đó nó ngỗ nghịch và cái thành ra ông ấy trừng phạt nó nhưng mà không ngờ là tới quá chớn là bỏ quên luôn à tức là không tính giết mà chỉ là tính là coi như là một cái trừng phạt thôi và như vậy nó gọi là chơi dài đó không và quá tay cả thành ra cái học cái cộng đồng này đó là nó bao nhiêu đối với quan viên theo thầy giác và đấy là tôi có bàn với anh nha, tôi có nói với anh nha chị là tôi nói chuyện là tôi có một cái anh bạn mà ở bên một cái anh bạn mà ở bên Pháp gia đình có bốn đứa con cái bốn đứa con trai đứa con út đó thì là 16 tuổi thì anh ấy quyết định là anh ấy về Việt Nam ấy sống thì bà vợ nói rằng thì là anh về Việt Nam thì thằng nhỏ này chỗ đâu mà nó học thì ông ấy nói một câu tôi thấy là thật chứ ông ấy nói em ạ mình có bốn đứa con bốn đứa con trai ba đứa anh của mấy cái thằng này nó tốt nghiệp ở bên Pháp nó cũng là đỏ mày đỏ mặt nó cũng là kỹ sư bác sĩ nó tiếp nào nhưng mà nó không còn là con anh nữa nó cơm trải trong xã hội bây giờ là nó lo trong gia đình của nó và chính cái bản thân của nó cũng bơm trải ở trong cái xã hội cũng nghẹt thở rồi thành ra anh quyết định anh mang thằng nhỏ về Việt Nam nếu ở Việt Nam không có chỗ cho nó học thì thằng này nó vẫn còn là con anh chứ nó không giống như mấy cái thằng anh của nó làm tốt nghiệp ở bên Pháp ta biết vào cái cuộc sống ở
đây là một trong những các cái mà tôi muốn gửi tới các bạn để mà có những cái suy nghĩ. Và do đó là hôm nay là tôi xin phép, tôi giới thiệu một cái email của tôi. Con tôi nó làm cho tôi đó là Nguyễn Mạnh Cường, email@gmail.com. Việc nó thấy là tôi cũng có vẻ dễ dàng và nên là quên đó, Nguyễn Mạnh Cường email@gmail.com. Đấy, đấy mới là cái đối hoàn thiện. Đấy,
con đường này.
này là con đường lịch sử. Bởi vì cái lúc bây giờ tờ báo Việt Ích Ly là lên lắm. Tôi thấy rằng thì là cái chồng báo của Sài Gòn nhỏ là một trong những cái tờ báo lúc bây giờ cũng thành công hải ngoại cũng lớn lắm. Thì tờ Việt Ích Ly đó là nó tuy rằng thì là nó ra 36 trang nó gặp lại thì nó không đóng quyền nhưng mà cái chồng báo của nó dày hơn quả của cái Sài Gòn nhỏ nó thành công lắm. Thì là bắt đầu là người ta khó chịu với lại là khó chịu với lại cái tờ Việt Weekly. Thành ra là đó là cạnh tranh nghề nghiệp thôi bà Mạc. Không phải cạnh tranh nghề nghiệp mà nó thấy rằng thì là cái tờ này có vẻ hở ra cái mà về với dân tộc xu hướng về với dân tộc coi như là hòa hợp hòa giải thành ra là nó mới phải là nó bóp mũi cho chết luôn thành ra mình nhớ lại cái thời mà nó cái bôn sa này đó mà nó được mệnh danh là cái vùng gió tanh mưa máu bất cứ một cái nào mà có một cái khuynh hướng nào thì là các bác cờ vàng ở trong vòng kép đó là các bác ấy hết sức là nghiêm khắc, các bác đây là chuộc mũ ngay cho nó là thì là đây là tay sai của cộng sản làm vùng cái này gì đó cái thành ra thành ra mọi những các cái mầm non mọi những các cái xu thế của cái thế hệ trẻ đó bị các bác dìm trong vũng máu cho nên tôi mới nói là thì là đây nó là cái vùng gió tanh mưa máu, không phải là ngẫu nhiên mà người ta đặt ra cái vùng này nhưng mà cái vùng này cái làn danh quốc tộc nó quá nặng nề thành ra thưa anh Thảo mình mới thấy là thì là để mà bắt vào một cái bình thường thôi thì là mình mới nhớ rằng chỉ là cái mà ông thấy được I thought you were there. No, it's okay. You're good, yeah. Thank you. Nếu người ta có nhớ cái người ta nhớ tới thì cũng phải nhớ tới rằng thì là đây là một cái biểu tượng của quá khứ của một cái Việt Nam Cộng Hòa trong cái thời mà còn chia đôi Nam Bắc chứ còn thì bây giờ mà các bác lại còn định là lập lại một cái chế độ ở trong nước và lập lại một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thứ hai đó là thì tôi thấy rằng thì là nó muộn màng và nó ấu trí thành ra người ta mang ra người ta chế giễu cái ông Đào Minh Quân chẳng hạn nhưng mà ông Đào Minh Quân thì cái khẩu hiệu của ông ấy tức là lấy lại đất tổ không làm khổ dân và giờ này đó thì là ông mới bắt đầu ông mới lên ngôi, ông tuyên bố ông lên ngôi hoàng đế rồi và nó cũng lại là một cái loại mộc du nhưng mà nó chứng tỏ rằng thì là cái bế tắc của hải ngoại ông Đào Minh Quân là một trong những các cái người mà tôi thấy mặt mũi sáng sủa
thành ra mình mới là mình mới thông cảm với lại các cái quý vị đó. Còn một người nữa thì là tôi nhớ rằng thì là tôi nhớ rằng thì là cái ông một cái người gì đó thì tôi thấy thì là mấy cái người mà thấy mấy ca sĩ mà về Việt Nam ca hát đó là qua thì nghĩa là nói rằng thì là những ca sĩ này là nó ca hát dưới lá cờ đỏ sao vàng, dưới cái tượng đài của Hồ Chí Minh vân vân, nó làm như là một cái thứ hồi ấy. Thành ra tuy rằng thì là mình thù mình không thích nhưng mà cái lối mà chống đối đó nó thành ra là một cái loại đê tiện thành ra đó mấy cái những các cái tinh hoa ca sĩ vũ nữ của Sài Gòn cũ những các cái người mà làm văn hóa văn nghệ đó của Sài Gòn cũ đó nó lấy cớ rằng thì là đã về Việt Nam trình diễn, đã ngồi dưới cái lá cờ đỏ sao vàng và dưới cái hình của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nên nó tẩy chay. Nên nói mà những các cái ca sĩ đó, những các cái người mà tinh hoa đó không còn đất sống, thành ra họ phải đi lên cái sòng bài Ba Tàu còn sống. Nó hiểu rằng thì là những tinh hoa đó mà đi lên sòng bài Ba Tàu đó thì rõ ràng là giao chứng cho ác rồi. Thành ra cái bọn mà nó chống cộng cực đoan này tôi cho nó một cái tên là bọn chó đẻ. Bọn chó đẻ chính nó là tay sai của Trung Quốc, nó đóng vai của một cái thằng mắc lưu lấy gái cho các sòng bài vào. Tôi muốn nhân cái mình gặp ở đây trên cái con đường đầy kỷ niệm này đó thì mình ôn lại những các cái bước thăng trầm, những các cái sai lầm của những người chống cộng cực đoan bây giờ thì họ cũng coi như là lịch sử sang trang, họ cũng là đi vào tuổi xế chiều, gần như là chết hết cả rồi. Bây giờ mà mình dựng mồ họ dậy để mà mình chửi với thì tôi nghĩ rằng thì là nó cũng không, nhưng mà cái vấn đề là ôn cố tri tân, ôn chuyện cũ để biết chuyện mới thì mình mới thấy rằng thì là cái con đường di tản, con đường ra hải ngoại đó nó bao nhiêu trong gai, mình cũng thông cảm với lại còn thành ra ốc của họ nhìn gần lắm, ốc của họ nhìn gần lắm và cuối cùng họ đuổi các cái ca sĩ những các cái tinh hoa của Việt Nam đi lên sòng bài của Ba Tàu thì cái vai trò và họ hiểu rằng thì là cuối cùng thì là gần mực thì đen, đây là đi qua mà sòng bài của Ba Tàu thì là nó cho chia bài, nó cho cái gì cái kia thì thành ra những người chống cộng cực đoan trên cái đáy của vấn đề vì rằng thì là thù hằn cộng sản, buôn hận thù, bán hàng giả và đến nỗi tự biến mình thành một tên ma cô, đấy mới là cái bọn chó đẻ. Nếu mà nó tu được ca sĩ nhưng mà mình đang ở trong cái con đường lịch sử mà tính anh họ của như vậy đó là con đường mê đường chính lịch sử của cái thành phố còn do khi mà mới thành phố còn và đây là cái con đường đầu tiên. Nếu mà quý vị coi phim cao bồi xưa đó đúng không bác,
Và là cả một cái khu đó chỉ có một con đường thôi, có một cái dãy phố, có hàng quán. Thì từ đó nó mới bắt đầu nó lan tỏa ra, nó biến thành một cái khu qua đô thị. Thì trên con đường này là cách đây gần 10 năm, có khoảng 10 năm đã xảy ra những cuộc biểu tình. Và như bác nói, những người chống cộng trực ra, những người nhân dân chống cộng, nhân dân làm ra chống cộng bảo vệ chính nghĩa quốc gia, thì họ đã biểu tình chống đối để mà đóng cửa cái tòa báo Việt Quốc Ly. Và như bác nói, thay vì như là đối với nghệ sĩ thì xua đuổi họ và đi lên những cái sông bãi kiếm sống, thì như cái trường hợp của anh etc thì một hình thức là đã xua đuổi dân ta phải về Việt Nam để tìm đất sống. Thì bác nghĩ vậy sao về cái trường hợp của anh etc, những người giống như anh ta và những cái cơ sở giống như là báo Việt Quốc Ly của những người trẻ dám có những cái tư tưởng mà khác với những người lớn tuổi mà chống cộng, chiếc đẻ chống cộng cực đoan. Vâng, thưa anh, thành ra người ta mới nói rằng thì đây nó là cái vũng lầy gió tanh mưa máu, người ta đặt một cái tên nó đúng lắm. Cái anh Etcetera Nguyễn Quang Trường đó, thì anh ấy cũng lại là một trong những người mà ngoài Lê Vũ ra của cái tờ báo Việt Weekly, thì Nguyễn Quang Trường cũng là một trong ba bốn cái mũi nhọn. Thì Nguyễn Quang Trường là hắn ấy là có tài vẽ, thì cái khi mà tờ Việt Weekly hết đường sống, bị chặn ở bên này, đến nói mà đương một cái số báo bán chạy hơn cả báo Sài Gòn nhỏ lúc bây giờ, thì là bị dẹp, mà nó dẹp một cách tàn nhẫn, dẹp một cách là nó không cho gửi báo ở các chợ, Tôi còn nhớ rằng thì là có một cái người mà ông ấy cũng gọi là rất là vô tư và ông ấy cũng rất là dễ thương. Thì ông ấy là ông đốc tờ Yêu. Thì nên nói mà cái tờ Việt viết đi trong cái lúc mà nó thoi thóp đó, là ông ấy tới con đường này, ông ấy để báo ở trên cái mui xe hơi, cái xe hơi của ông ấy đứng để ông ấy phát báo, ai muốn trả tiền thì trả, ai không muốn trả tiền thì ấy. Thành ra đây bôn xa nó là một cái thời gian hỗn loạn, và mình hẹn nhau ở đây mình mới thấy rằng thì là cái con đường chông gai của cái thân phận tị nạn. Như là bác có nói là Nguyễn Quang Trường có tài vẽ, và chính như ông Nguyễn Phương Hùng, ông cũng có từng muốn dùng những cái hình của mặt mà một thời trong lúc cộng tác với những cái cơ sở truyền thông chống cộng ở đây đó, vẽ những cái chiến tranh biến hóa chống đối chính quyền Việt Nam, biến những lãnh tụ cộng sản như là Hồ Chí Minh rồi kia đó. Thì có phải là ít nhất có một thời gian những quan trường cũng chống cộng, đúng không? Cũng sẵn sàng tham gia những cái công cuộc, những cái làm chống cộng. Nhưng mà chính những người này, họ đã đẩy những người như Etcetera trở thành là, tức là ít nhất trở thành một cộng tác viên của nhà nước Việt Nam, có phải không ạ? Thưa anh, tại vì thì là khi mà Nguyễn Quang Trường với gì mà mấy người sống trên cái mảnh đất này, sống trên cái vùng đất một cái thứ tị nạn, một cái thứ là để mà sinh sống, và hơi có một tí khuynh hướng gì đó là các trưởng thượng là bịt mũi cho nó chết luôn. Thành ra Nguyễn Quang Trường không phải rằng thì là Nguyễn Quang Trường chỉ tìm đất sống thôi. Nguyễn Quang Trường là cái giai đoạn đây là một cái biểu tượng của quá khứ, của một cái Việt Nam Cộng Hòa trong cái thời mà còn chia đôi Nam Bắc. Chứ còn thì bây giờ mà các bác lại còn trục lòng và
đến nỗi mà những các cái ca sĩ đó, các cái người mà tinh hoa đó đó không còn đất sống, thành ra họ phải đi lên cái sòng bài ba tàu họ sống. Nó hiểu rằng thì là những tinh hoa đó, những tinh hoa đó mà đi lên sòng bài ba tàu đó thì rõ ràng là giao chứng cho ác rồi. Thành ra cái bọn mà nó chống cộng cực quan này này, tôi cho nó một cái tên là bọn chó đẻ. Bọn chó đẻ, chính nó là tay sai của Trung Quốc, nó đóng vai của một cái thằng mắt luôn, lấy gái cho các sòng bài bắt đầu. Tôi muốn nhân cái mình gặp gỡ ở đây, trên cái con đường đầy kỷ niệm này đó, thì mình ôn lại những các cái bước thăng trầm, những các cái sai lầm của những người chống cộng cực đoan, và họ bây giờ thì họ cũng coi như là lịch sử sang trang, họ cũng là đi vào tuổi xế chiều, gần như là chết hết cả rồi. Bây giờ mà mình dựng mồ họ dậy để mà mình chửi với thì tôi nghĩ rằng thì là nó cũng không, nhưng mà cái vấn đề là ôn cố tri tân, ôn chuyện cũ để biết chuyện mới, thì mình mới thấy rằng thì là cái con đường di tản, con đường ra hải ngoại đó, nó bao nhiêu trong gai, mình cũng thông cảm. Bây giờ con thành ra óc một cái mầm non cách mạng để mà nối tiếp, thì bà Cà Tê bà mới giới thiệu Tê là thế nhưng mà mình phải biết rằng thì là những mật vụ, những tay sai, nhất là tay sai của cái chế độ thực dân đó, nó cũng là cao tay ấn lắm. Thành ra là nó có hồ sơ của tất cả những cái người ở Việt Nam, và tất nhiên là nó gài người vào trong cái đó để nó trà trộn. Có những người mà mình tưởng ra là đồng chí, tưởng ra những người đi theo cách mạng, mà thực ra nó là nằm vùng. Thành ra cái lúc mà nói chuyện rằng bà Cát Thanh Long mà bà quyên góp bao nhiêu lượng vàng với lại gì đó, tuần lễ vàng với lại gì đó, thì mình phải hiểu rằng thì là cái lúc bây giờ ngân sách quốc gia đó nó rỗng tuếch, không còn gì hết. Thì những người mà tham gia cách mạng thì nghĩa là thức tỉnh đối với lại cái vai trò, cái vai trò của cách mạng Việt Nam, cho nên nghĩa là cả một dân tộc nó bừng tỉnh dậy. Thành ra tôi nhớ rằng lúc bây giờ là tôi ở Hà Nội, tôi 11 tuổi, tôi cũng là tại Hà Nội là thủ đô mà lại gia đình tôi cũng lại là một gia đình thế Việt. Thành ra sở dĩ tôi nói gia đình thế Việt không phải là để khoe, nhưng mà để nói lên rằng thì là mình thuộc, có như may mắn thuộc ở trong cái giai cấp lãnh đạo. Cho nên khi mà nói về bà Cát Thanh Long, khi nói về cái ông mà làm cái khán đài đó, làm cái khán đài cho Hồ Chí Minh đó, ông ấy cũng lại là một nhà thầu, vân vân. Thì ông mới có công dân mà ông mới làm cái khán đài cấp tốc để mà làm cái tuyên ngôn độc lập cho ông Hồ Chí Minh. Cái lúc bấy giờ đó thì là mình mới thấy rằng thì là người ta chụp mũ nhau và coi như là người ta nghi ngờ nhau hết,
nghi người này nghi người kia, bởi vì rằng thì là cái chính sách chia để trị của thực dân và cái bàn tay và của De Zambiero của phòng gì nó giỏi lắm, chứ không phải là nó ngu dốt mà như là cái thứ mà nhỏ nhỏ như ông Ngô Kỷ Ngô Kiếp thì là cũng tội nghiệp ông ấy. Thì cái bà Cát Thanh Long đó, cái lúc bây giờ thì là vì gia đình tôi rất là trong một trong những các cái người mà thức tỉnh lớn ở trong cái giai cấp đó đó. Ông già tôi là năm 30 tuổi thì ông già tôi đã là nghị viên của cái thành phố Hà Nội, tức là nó nhiều nghị viên lắm, nhưng nghị viên của thành phố Hà Nội thì nó to lắm. Thành ra là vâng thưa anh, thành ra và ông già tôi đó vì thuộc cái giai cấp đó đó, tôi nhớ rằng là ông già tôi cũng cũng hết sức là có cái vision, hay là cũng hết sức là có cái máu, có cái máu ở trong cái gia đình nó có cái máu theo cách mạng. Thành ra ông già tôi ông già tôi mới ra một cái tờ báo, nó gọi là tờ báo phụ nữ thời đại, tức là phụ nữ bàn chuyện thời sự. Thời là thời sự, đàm là bàn chuyện thời sự, nó cũng giống như là cái bên Pháp mà các mệnh phụ phu nhân đó, nó có cái salon literaire đó. Khi mà học về văn chương Pháp đó thì phải hiểu rằng cái sự tham gia của các cái mệnh phụ phu nhân đó là cái salon literaire, và cái tờ báo của ông già tôi đó thì là tờ báo phụ nữ thời đàm. Nhưng mà tôi bán, nếu mà như bác nói đó, chợ nhà bác cũng là dân gia thế Việt, nói chung là giai cấp thượng lưu, giai cấp thượng lưu đó, mà cũng có làm việc bất quát, sau này chúng ta cũng gọi là giác ngộ cách mạng, hoặc là cũng phục vụ cách mạng, đúng không ạ? Thì có thể tiếng Anh nó là English, tức là nó tương tự như trường hợp của bà Cát Thanh Long. Nếu vậy thì khi mà xảy ra cái trường hợp đó và bà Cát Thanh Long bảo bị xử tử, nghe nói là bị xử tống á, thì gia đình bác có biết cái chuyện đó không, có biết cái sự kiện đó không, và cái sự kiện đó nó có để lại cái ấn tượng gì đối với bác, và bác suy nghĩ sao về cái sự kiện đó? Vâng, thưa anh, thành ra cái giai đoạn đó đó thì người ta đặt câu hỏi là tại sao bà giàu như vậy, tại sao bà có một cái số tiền như vậy, nếu bà không phải là nếu bà không bóc lột, thuộc cái giai cấp bóc lột, và bây giờ đó bà sợ cách mạng truy tố, sợ cách mạng san bằng, sợ cách mạng hỏi tội, thì bà mới cúng bao nhiêu lượng vàng. Và tôi còn nhớ cũng lại một cái trường hợp khác nữa, là cái trường hợp ông Tạ Đình Đề. Ông Tạ Đình Đề, họ Tạ đó, ông Tạ Đình Đề là một trong những người mà hộ vệ ông Hồ Chí Minh, một người mà bắn súng rất giỏi. Thì có những cái tin đồn là ông này tiếp cận đứng bên cạnh Bác Hồ của ông Hồ Chí Minh, sẽ có một cái thời cơ thuận lợi nào đó thì sẽ ám sát ông, sẽ thủ tiêu ông Hồ Chí Minh, coi như là bắn súng nhầm hay là gì đó, biết cái nơi ông Hồ Chí Minh ngủ, như coi như là ngồi trên cái khán đài đó là chứa được 30 người, Mặt trận Tổ quốc hay là những người mà ở trong cái nội các của ông Hồ Chí Minh, rồi thì là các em thiếu nhi với lại gì đó. Thì nhân đây tôi nói chuyện này thì là cái gia đình tôi nó dính dấp, thì là ông anh của tôi là lúc bây giờ thì ông anh thứ ba của tôi đó, ông ấy có tên là bí danh của ông ấy là Quốc Tuấn, thì ông ấy tên ông anh thứ ba của tôi đó, có tên là Nguyễn Khắc Oánh, mà bí danh của ông ấy là Quốc Tuấn. Ông ấy làm
cho cơm nhà thì nó cũng, nhà tôi cũng rất mực văn chương. Và hồi đó là có cái tờ báo quốc gia, thì ông Hồ Chí Minh mà lúc về đó thì là ông Hồ Chí Minh là cũng gọi là cũng gửi những cái bài thơ chúc Tết hay là đối đáp gì, dùng cái tờ báo đó cũng lại là một diễn đàn. Thì thành ra mà người ta cũng nói là thì là ông Hồ Chí Minh là ăn cắp thơ của người này, ăn cắp thơ của người kia, không những người mà làm cách mạng Việt Nam hay là gì đó thì họ có những các cái có những cái suy nghĩ và họ cũng nung nấu cái lòng yêu nước. Nói chuyện rằng thì là Hồ Chí Minh một cái anh mà đi Nhật làm bồi tàu ở trên cái tàu của Pháp để mà đi cứu nước một cái thằng thất học như vậy mà bây giờ làm chủ tịch nước thì đâu có biết rằng thì là đây là một trong những các cái khó khăn của cách mạng Việt Nam. Một trong những người khác nữa thì là Kỳ Ngoại Hầu Cường Đệ thì cũng lại đi Singapore, đi cái nước đó nó gọi cái biểu tượng của cái nước đó là cái nước cái nước cái gì hổ đó, Singapore, đi để mà coi như là đây là một trong những các cái lúc bây giờ là Singapore là Lý Quang Diệu có giết ra những người một trong những mầm mống của Đông Nam Á đó. Rồi thì là một người nữa thì đi qua Nhật, Đông Du. Đông Du là đi qua Nhật, thành ra là đi nhiều ngả khác nhau. Có những người mà đi qua bên Trung Quốc, đi qua bên Trung Quốc, cái nhóm mà đi qua bên Trung Quốc là cái nhóm mà mạnh nhất. Đấy, Quốc Dân Đảng đó. Mà tôi nhớ rằng thì là nhưng mà bà này bà ấy đẹp, bà này bà ấy phụ tình đó, người đàn bà loát 160 cây phân hóa trong cộng đồng hay là tại những cái câu chuyện mà nó có liên quan đến cá nhân. Bây giờ cho cái cơ hội anh Bắc có nói là bên phần miền của Pháp họ biết tung tin đồn để mà gây những cái sự nghi ngờ, đúng không ạ? Có thể nó đi đến những cái oan khiên, những cái oan trái, giả dụ như trường hợp ông Tạ Đình Đề hoặc là bà Cát Thanh Long. Đúng không ạ? Nếu mà đã sự bẩn, sự tận rồi thì sau này có biết ra sự thật thì cũng không có thể nào mà rút lại được, đúng không ạ? Thì bác nghĩ sao về cái vấn đề đó, rồi liên tục đến cái chuyện trong cộng đồng ở đây cũng xảy ra những cái chuyện vi phạm chính phủ mà những cái người trong cộng đồng nói là cũng là do bên Đảng Cộng sản, bên chính quyền Việt Nam họ cũng giống như bác nói, giống như phòng pháp họ cũng là lúng rồi trung loát một cây sáo trộn gây phân hóa trong cộng đồng, hay là cái chuyện mà buôn bán dịch vụ này nó chỉ là tính cách cá nhân, nó chỉ là cái gọi là vấn đề có cái mưu đồ cái lý do cá nhân gì. Thế anh thành ra thế thành ra nó có một cái mà mình phải mình phải hiểu cái dân tộc mình khi mà người ta nói về một cái dân tộc thì người ta nói về cái dân tộc tình, dân tộc trí và dân tộc lý và cá như thế nào, nó có những cái yếu tố mà nó tạo nên một cái dân tộc. Thế thì theo tôi thì tôi nghiêng về
cái dân tộc mình nó là một trong những các cái dân tộc của cái thằng Chí Phèo. Không phải là chỉ là cái nhà văn ông ấy, nhà văn gì nhỉ, đặt tên cái chuyện này Chí Phèo ấy nhỉ? Nam Cao ạ. Không, là con Nam nữa. Thế anh thành ra các để mà chống lại những các cái thế lực nó dòm ngó vào đất nước, những tay sai của phòng gì còn sót lại bên kia là Trung Quốc, nó cũng dung dưỡng cái Việt Nam của dân đảng vân vân, rồi thì bên này thì một số người mang rượu để tìm con đường cứu nước, và một số người nữa thì đi một số người nữa thì đi đông du. Thì tôi nhớ tới một trong những cái người mà được mệnh danh là học giả đó, cái chữ học giả thì dịch theo cái tiếng Tàu, tiếng Nhật thì ông học giả Đỗ Thông Minh đó, thì ông ấy có vạch ra một cái câu chuyện. Ông chuyện thì là tại sao những các cái dân tộc khác người ta dám chấp nhận người Trung xấu xí, người Mỹ xấu xí, mà trong lúc cái người Việt Nam không chấp nhận cái đó. Không chấp nhận cái đó, cho nên đấy mới là cái đấy mới là cái loại trí phải cái dân tộc của mình nó đó nào mặc cảm đó. Và chính cái đó nó mới giúp cho mình tồn tại. Có gian thì phải có bình ngay, gian ngay thành ra thưa anh. Nếu mà cứ tiếp tục vào lưỡi duy trì cái tư duy, cái lối suy nghĩ, những cái cách sống như vậy thì sẽ không thể giúp cho mình trở thành một Trung Quốc, một tất tổng mà chúng ta được đấy. Vâng, thưa anh, lý tưởng thì mình nói chuyện này thì là cường quốc thượng đẳng cái gì đó là cái ước mơ của mọi dân tộc. Mà ai cho mày đứng lên thì là nó lại là chuyện khác. Tôi nhớ là một cái ông nhà báo tốt, coi như là cũng bôn ba, cũng làm nhiều chuyện là đi xúc, là ông nhà báo Tú A đó. Thì ông ấy cũng binh kiểu là ông ấy nói chuyện thì lại sâu, mình không bắt chước thằng Đại Hàn để mà đứng lên. Bây giờ Đại Hàn là một trong cái nước mà phát triển tột bậc và đó thì là cái lúc bây giờ thì tôi cũng có cái suy nghĩ và tôi cũng có cũng có những cái phản biện nói chuyện ở bên bàn cà phê với ông ấy thôi, là cà phê Pháp tôi đi đó. Thì tôi nói chuyện là bây giờ là phải con đầu con đuôi, con đuôi là cái Đại Hàn đó, cái Đại Hàn mà nó lên được nó là bởi cái thời thế. Cái hồi đó đó người Mỹ mà mang quân đánh Việt Nam thì muốn mang được tính cách là có con đồng minh, chứ không phải là chỉ là một người Mỹ can thiệp vào một cái đất nước khác. Thành ra với lại nhất là cái tổ chức của chính trị của nước Mỹ đó là không cho phép chống đối một cái chính quyền nào mà hợp pháp đã ban giao với nước Mỹ. Vâng, thành ra trong cái giai đoạn chuyển tiếp đó
thì cái ông Đại Hàn, ông ấy là một trong những các cái người mà xây dựng cái sự nghiệp trên một cái tội ác vô cùng lớn đối với dân tộc Việt Nam. Lúc bây giờ người Mỹ đó mới dùng cái Đại Hàn và một trong những đồng minh ở trong Rọ Kép đó